ngày ngày vào rừng đem đồ ăn nước uống cho người bệnh. Thế nhưng căn bệnh quái ác thì vẫn không từ một ai. Chẳng bao lâu sau, Kim Hoa bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Ban đầu, cô cảm thấy đầu nặng, chân nhẹ, toàn thân rất đau đớn, khó chịu. Ban ngày, tuy nói cười được, nhưng ban đêm thì lên cơn sốt nóng như lửa đốt. Miệng và lưỡi đều khô bỏng nứt nở. Cả thân mình hiện đầy chấm mụn đỏ lở loét. Nhìn chị bị căn bệnh đáng sợ hành hạ, Ngân Hoa thì lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Không xong rồi, càng lúc con bé càng sốt cao, và lại có cả mẩn đỏ trên người nữa. Phải mời thầy Lan thêm lần nữa ngay mới được. Cha ơi, nếu người làng phát hiện chị bị bệnh dịch thì họ sẽ lại đem chị vào rừng sâu thì sao? Trong lúc này, con sẽ chăm lo cho chị xem có đỡ hơn không đã.